Chào tất cả các bạn đến với kênh của mình nha. Mình cho các bạn xem cây vú sữa hoàng kim, cây còn nhỏ xíu mà lúa bông. Đây là cây hoàng kim. Đây là bông. Cây nhỏ xíu mà lúa bông nha các bạn. Đây bông của nó nữa nè. Bên này nhánh này cũng lú nữa nha các bạn. Mình nghĩ là cây này nhỏ quá chắc không bao giờ đậu trái được nha các bạn. Một xíu à. Một xíu mà lúa bông. Mỗi nhánh đều mỗi bông luôn nha các bạn. Cây nhỏ mà nó có vỏ nha các bạn. Một xíu mà lúa bông. Nhìn thấy nó đã gì đâu nha các bạn. Kết thúc nha các bạn. Các bạn thấy hay hãy cho mình một like, một cái đăng ký kênh nha. Hẹn các bạn những video mới.